sắt cháy trong oxy. Lấy một đoạn dây thép nhỏ cuốn thành hình lò xo, bên trong có một mẩu gỗ làm mồi. Đốt nóng dây thép cho đến khi mẩu gỗ cháy hết, chỉ còn tàn đỏ hồng. Rồi đưa nhanh vào lọ đựng khí oxy. Phản ứng hóa học xảy ra mạnh, những hạt sáng là sắt và sắt từ oxit bắn vào thành bình.